gentle love, the kind that lifts you up, no matter how far apart. I guess you could call it chance, but we know it's more than that. It's like cô bác. Hôm nay đó là đoàn họ là ở nhà gái đưa dâu đến coi như nhà trai nhập gia. Đến đây là coi như là từ là tôi là coi như là thay mặt cho phái đoàn nhà nữ để coi như lên coi như đại diện chúc quý vị dự của hôn nhân đến đây là coi như các bạn đầy đủ. Tôi cũng thay mặt cho phía gái để đôi lời chúc mạnh giỏi và con có bác vui vẻ sức khỏe bình an. Tôi là đón từ Bình Định ở Nhân Hải Quy Nhơn năm là coi như gõ lời là chúc sức khỏe toàn thể quý vị bình an vạn sự may mắn. Kính thưa các cụ, các bác, các cô, các chú đại diện hai họ, kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể hội trường, hôm nay là họ chúng tôi rất vinh dự được nhà gái giao dâu, thì họ chúng tôi cũng chính thức là nhận cháu Nhã về làm dâu của họ đằng trai. Và thay mặt cho họ đằng trai thì xin chân thành cảm ơn đại diện cho họ nhà gái cùng toàn thể quý khách, không quản đường xá xa xôi, thời tiết không thuận lợi, đã cùng chúng tôi là tổ chức đám vui cho hai cháu. Và hôm nay là chính thức được sự đồng ý của chính quyền địa phương cùng như hai họ là hai gia đình tổ chức cho hai cháu. Thì về phía họ nhà trai thì mong rằng tới đây được sự dìu dắt của hai họ thì hai cháu sẽ trở thành dâu hiền rể thảo, công dân tốt của xã hội. Một lần nữa xin chúc cho toàn thể hội trường chúng ta mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn.